Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Noha Công Nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nhận dạng đó là những cái lỗi sinh ra cho card Vega nhé. Những cái lỗi đầu tiên này, các bạn để ý này, ở Vega nó thường có dăm ba cái cổng để nó kết nối với màn hình HDMI, Vega, DVI hoặc DisplayPort. Nếu một chiếc Vega mà không lên ý, thì các bạn để ý là các bạn phải chuyển các cổng để các bạn thử. Khi chuyển cổng Vega thì chúng ta để ý là các bạn đừng có đi mua màn hình để thay làm gì cả. Các bạn hãy dùng những cái dây nối để các bạn chuyển, hoặc là những cái dây kéo từ vị trí này HDMI sang HDMI của màn hình, Vega sang Vega của màn hình. Vì một số màn hình có đến 3 cổng để cấm, tiện lợi cho các bạn thử. Đó là những thứ đơn giản nhất mà chúng ta có thể tự làm. Các bạn để ý này, vì ở đây nó có 3 cổng. Nếu mà các bạn mua Vega mới thì không nói làm gì, nhưng nếu các bạn mua Vega cũ ý, vì ở nhà khách trước đây nó chỉ sử dụng một cổng, còn những cổng khác nó không sử dụng. Vì vậy nếu các bạn sử dụng HDMI, nó sẽ rất hay bị cái tình trạng là lâu quá không dùng, dẫn đến tình trạng là nó bị dỉ ít chân. Thì các bạn có thể dùng RJ7, sau đó các bạn xịt vào, sau đó các bạn cấm đi cấm lại những cái rắc này thật nhiều lần, để các bạn loại trừ những cái do cái vấn đề đó là tiếp xúc ở những vị trí nối Vega với những cái rắc của Vega. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận dạng ra một số lỗi nữa ở card Vega. Anh em để ý nhá, trong quá trình các anh em sử dụng thì để loại trừ Vega thì chúng ta để ý đến hai thứ. Một, đó là màn hình của máy tính. Hai, là phím cam lock. Nếu mà màn hình của máy tính đã lên khi các bạn cấm Vega on board cộng với phím cam lock đã sáng, một trong hai cái có nhé, thì chúng ta có thể đưa ra một kết luận đơn giản để chúng ta phán đoán trong quá trình sửa chữa, đó là Vega của bạn bị lỗi, nó sẽ rơi vào khoảng 90%. Còn cái xác suất bị lỗi khe PCI này này, cái khe chứa Vega này này, là cực kỳ thấp các bạn nhé. Mình các bạn nghe kỹ, là rất thấp. Nhưng cái khả năng bẩn cái chân Vega cũng như bẩn cái chân khe PCI lại cực kỳ nhiều. Vì vậy đến cái bước mà các bạn ấn được bàn phím cao lốc mà cái màn hình này của các bạn lên rồi mà ở Vega nó không xuất, với điều kiện là khi các bạn mua Vega về thì các bạn phải kết nối dây vào đây chứ không được kết nối dây vào góc này nữa, thì các bạn phải làm hai cái bước, đó là vệ sinh cái khe PCI này cộng vệ sinh cái chân Vega này. Sau khi mà Vega lên hình như này rồi thì chúng ta cũng không thể khẳng định với nhau được một điều, đó là Vega của chúng ta sống hoặc Vega của chúng ta ok. Chúng ta còn 3 bước test nữa để khẳng định là Vega của chúng ta ok. Nói đúng ra chính xác là phải còn 4 bước test nữa thì chúng ta mới có thể đưa ra cái kết luận là Vega chúng ta có thể sử dụng. Đầu tiên đó là test full mux. Ở cái bài test này thì các bạn để ý nó chỉ tận dụng tối đa sức mạnh của GPU. Ở trên Vega nó có hai cái chức năng, có thể đây chính là sai lầm của cả người bán không để ý, hoặc cả người mua khi sử dụng cũng không để ý. Những cái bài test này này, nó chỉ tận dụng tối đa cái sức mạnh của GPU. Vì trên một chiếc Vega nó có hai thứ các bạn cần bận tâm. Một, đó là chipset mà chúng ta hay gọi là GPU. Hai, đó là RAM. Cái này chỉ test được GPU chứ không test được RAM. Vì vậy là test cái này chỉ khẳng định là cái kết nối giữa GPU và mainboard cộng với GPU của chúng ta tạm ok ở trạng thái 90%. Khi chúng ta test ở cái này thì chúng ta chỉ cần để ý tới một, đó là nhiệt độ của cái này không được mấp mô và không dâng cao đột ngột là ok, và trong quá trình chạy nó không bị xoạc và sập là ok. Sau khi test xong Vega ở cái điểm này thì chúng ta cần test thêm một cái điểm nữa để chúng ta khẳng định tăng cái hiệu suất của Vega lên, đó là test ở cái phần mềm 3D. Các bạn cài phần mềm này để các bạn test Vega nhé. Sau khi nó load xong, các bạn ấn cái phím F9. Đấy, load hết ấn F9 và để cho nó chạy. Nó chạy không sập thì chúng ta tiến hành đến bước test thứ 3, đó là đưa card vào để chơi game. Sau khi test đến bước thứ 3 thì các bạn sẽ phải trải nghiệm thực tế qua thời gian. Có những con sẽ chết bất đắc kỳ tử sau 5-10 ngày, và có những con có thể chết bất đắc kỳ tử sau 1 tháng hoặc là dài hơn, thì chúng ta sẽ phải có tốn thời gian để test cái bước cuối cùng, đó là bước thứ 4.
Đây nhá các bạn nhìn này, xe rất khó để bắt nét ở những cái điểm này. Khi nó bị chuyển cảnh thì nó bị một cái giặc kẻ xanh. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đó, như này là Vega vẫn lỗi nhá. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Bây giờ các bạn cho Vega này vào game, nó vẫn chạy được nhưng nó có thể bị thoát ra ngoài ngay. Các bạn có thể để ý kỹ trên màn hình. Với những cái cạc khác thì nó sẽ không có những cái vệt xanh nó chạy dao động như kiểu này đấy. Cái vệt xanh ngang chạy ngang màn hình này, các bạn phải quan sát kỹ. Còn khi chuyển cảnh, những cái Vega thấp nó có thể bị một cái gọi là chụp hình ảnh giống kiểu máy ảnh ý. Còn đây là cái vệt ngang nó chạy này, nếu các bạn quan sát kỹ thì đây là một chiếc Vega lỗi. Ok, vì vậy là trong quá trình quan sát các bạn đừng đợi phần mềm chạy hết, các bạn phải quan sát cả vào cái hình ảnh ý. Hình ảnh nó cứ mịn hết như này từ đầu đến cuối là không sao, và không bị xòe xước là không sao. Còn hình ảnh thỉnh thoảng có những sợi kỷ sẻ xanh đét nó chạy dọc ngang màn hình này là có vấn đề các bạn nhé. Đó, đây là một chiếc Vega đã qua vài bước test rồi mà chúng ta vẫn thấy phát hiện được cái lỗi của nó. Còn khi lỗi Vega thì các bạn chỉ có hai bài toán để các bạn giải quyết. Một là bố mẹ tao no hết thì là tao lấy tiền tao mua cái mới hoặc mua cái đồ khác. Hai là người yêu tao no hết thì là mang đi sửa. Còn các bạn hỏi một câu hỏi, đó là sửa thì sẽ bền được bao lâu, thì đến khi chết thì chiếc cạc đó sẽ trả lời cho bạn là nó bền được bao lâu. Có một bệnh nữa mà khi các bạn cứ loát win này này thì nó bị sập, là thường là do Vega, hoặc là vừa vào game nó out ra cũng thường là do Vega. Thì các bạn để ý trong quá trình để các bạn nhận dạng là Vega của bạn sống hay chết. Hoặc đây cũng là một cái lỗi Vega này, đến đoạn loát win thì bắt đầu bị đơ và màn hình cứ nháy xanh, sau đó báo no signal. Đây là lỗi Vega. Ok, mình vừa chia sẻ cho các bạn những cái lỗi thường gặp ở cạc Vega. Sẽ có một video khác mình chia sẻ cho các bạn cách khắc phục tất cả các lỗi thường gặp ở cạc Vega. Các bạn đăng ký kênh và chờ đón video tiếp theo.